Xin kính chào quý vị và các bạn. Đến hôm nay thì không còn vùng biển nào có gió mạnh nữa, gió đều giảm xuống dưới cấp 5, nhưng mà mưa rông vẫn còn cảnh báo ở nhiều vùng biển. Trong chiều và đêm nay, vùng biển ở vịnh Bắc Bộ sẽ có mưa nhỏ bất chợt, mưa sẽ khiến cho tầm nhìn giảm xuống dưới 10 km. Khi mà thấy mây đen kéo đến thì bà con nhớ cảnh giác với khả năng sẽ xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh. Với vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau Kiên Giang ra ngoài khơi Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa, cũng là khu vực cảnh báo mưa rông trong chiều và đêm nay. Nguy cơ sẽ đi kèm với gió giật và lốc xét nguy hiểm. Độ cao sóng từ 0m50 đến 2m. Còn ở vùng biển giữa sẽ có thời tiết tốt hơn. Khu vực từ Quảng Trị xuống đến Ninh Thuận, Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm huyện đảo Hoàng Sa, dự báo chiều nay trời nắng, tầm nhìn xa thoáng trên 10km, gió không quá cấp 5, thuận lợi cho bà con khai thác thủy hải sản. Và theo Trung tâm Dự báo Ngư trường Khai thác Hải sản, trong một tuần tới thì vùng biển này còn được dự báo sẽ cho năng suất khai thác cá ngừ đại dương ở mức trung bình đến cao với nhiều ô màu đỏ và màu xanh lá cây trên bản đồ như thế này. Và khu vực phía tây của huyện đảo Trường Sa cũng là ngư trường tiềm năng về khai thác cá ngừ đại dương. Nhưng mà bà con nhớ trang bị các biện pháp an toàn trong mưa rông. Trên đất liền, dự báo chiều nay, mưa rông ở khu vực Thanh Hóa xuống đến Thừa Thiên Huế. Trong đó Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn có những điểm mưa lớn trên 80mm có thể gây ra ngập úng cục bộ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin thời tiết đáng chú ý trong các bản tin thời sự tiếp theo.